Tp.Hồ Chí Minh công bố kế hoạch tiêm vaccine cho trẻ từ 12 đến 17 tuổi. Ngày 22 tháng 10, Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 Thành phố Hồ Chí Minh ban hành kế hoạch tiêm chủng vaccine phòng Covid-19 cho trẻ từ 12 đến 17 tuổi, đảm bảo an toàn và hiệu quả khi sử dụng vaccine. Cụ thể, Ban chỉ đạo dự kiến có khoảng 780.000 trẻ từ 12 đến 17 tuổi cần tiêm vaccine. Thành phố tiêm trước cho trẻ từ 16 đến 17 tuổi. Theo đó, trẻ đi học sẽ được tiêm tại trường hoặc điểm tiêm được cơ sở giáo dục lựa chọn, đảm bảo an toàn tiêm chủng và phòng chống dịch. Trẻ không đi học sẽ được tiêm tại điểm tiêm chủng cố định hoặc lưu động do thành phố Thủ Đức và các quận huyện lựa chọn. Ngoài ra, trẻ có bệnh nền sẽ tiêm tại bệnh viện chuyên khoa nhi hoặc bệnh viện đa khoa có chuyên khoa nhi. Các trẻ đang điều trị nội trú tại các bệnh viện chuyên khoa nhi hoặc bệnh viện đa khoa có chuyên khoa nhi sẽ được lập danh sách để tiêm chủng theo quy định của Bộ Y tế, kể cả cư trú tại các tỉnh thành khác. Theo kế hoạch, thành phố ưu tiên tiêm trước cho trẻ từ 16 đến 17 tuổi và hạ dần độ tuổi theo tiến độ cung ứng vaccine và tình hình dịch tại địa phương. Mũi 1 sẽ tiêm trong 5 ngày, thời gian bắt đầu ngay khi có hướng dẫn của Bộ Y tế và tiêm vét trong 2 ngày, mũi 2 tiêm trong 7 ngày sau khi đã đủ thời gian tiêm mũi 2. Vaccine tiêm là loại được Bộ Y tế phê duyệt sử dụng cho trẻ từ 12 đến 17 tuổi, tiêm 2 liều một người và tiêm cùng loại vaccine. Ban chỉ đạo yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo chịu trách nhiệm giả soát, lập danh sách tiêm cho tất cả học sinh từ lớp 6 đến lớp 12. Sở Lao động Thương binh và Xã hội lập danh sách trẻ không đi học hoặc các học sinh đang học, nuôi dưỡng tại các trường trung tâm thuộc sở. trên thực tế có không ít chị em sau khi tiêm vaccine thì phát hiện mình có thai và tâm lý đa số thường lo lắng quan ngại rằng liệu vaccine có ảnh hưởng gì đến thai nhi hay không liên quan đến băn khoăn này phó giáo sư tiến sĩ trần danh cường giám đốc bệnh viện phụ sản trung ương cho rằng ở tình huống đó chị em không cần lo lắng mà hãy yên tâm vì hiện nay ngành y tế của chúng ta có đầy đủ các phương tiện để sàng lọc, chẩn đoán, theo dõi trong suốt quá trình mang thai. Tôi thì tôi cho rằng việc tiêm vaccine không ảnh hưởng gì đến em bé trong bụng. Ở thực tế thì có rất nhiều người tiêm xong phát hiện có thai. Khi mà đến thăm khám tôi đều khuyên là không nên sợ, tại vì là tiêm vaccine giúp cho phòng bệnh à, cho phụ nữ và vaccine sẽ không đi qua nhau thai. Vì vậy, phát hiện có thai sau khi tiêm vaccine, chị em phụ nữ không cần phải lo lắng mà nên yên tâm giữ thai, đồng thời thực hiện theo dõi thai định kỳ theo chỉ định của bác sĩ. Đối với các chị em đang mang thai nếu mà đã qua 13 tuần, tôi cũng khuyến cáo chị em nên yên tâm đi tiêm vaccine. Việc tiêm vaccine phòng COVID-19 để phụ nữ mang thai giảm nguy cơ mắc COVID-19 hoặc là mắc ở thể nhẹ là hết sức cần thiết. Ờ, hơn nữa, khi tiêm trong giai đoạn mang thai sẽ sinh ra kháng thể chủ động truyền qua nhau thai, để bảo vệ em bé những tháng đầu đời trước những yếu tố xung quanh. Theo Phó Giáo sư Cường, việc tiêm vaccine cho phụ nữ mang thai sẽ tạo ra vùng xanh để bảo vệ một quần thể quan trọng. Phụ nữ mang thai sau 13 tuần cũng như những người bình thường, tuy nhiên trước khi tiêm phải khám thai để biết tình trạng của em bé và mẹ. Phụ nữ mang thai sau 13 tuần mắc bệnh nền vẫn có thể tiêm vaccine COVID-19, xong phải tầm soát kỹ, cần khám sàng lọc kỹ, cẩn thận, tuân thủ các hướng dẫn của Bộ Y tế về chuyên môn với những phụ nữ có nguy cơ tiền sản giật, bong nhau non, các tai biến sản khoa thì nên chỉ hoãn tiêm, buộc phải xử trí trước khi tiêm. Theo quan điểm cá nhân của tôi ấy, thì tôi khuyên các chị em mà đang mang thai uh, 13 tuần nên tiêm vaccine covid-19 và cần khám sàng lọc kỹ càng, cũng không cần lựa chọn nên tiêm vaccine nào đâu, trừ loại vaccine mà nhà sản xuất đã chống chỉ định. Từ khi triển khai tiêm vaccine phòng COVID-19 cho phụ nữ mang thai và cho con bú tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương, đến nay cơ sở y tế đã tiêm cho vài nghìn trường hợp nhưng chưa có trường hợp nào tai biến sau tiêm. Chỉ có một số ít trường hợp phản ứng thông thường như đau tay hoặc một số dị ứng nhỏ khác. Ngày 18 tháng 10, để chuẩn bị việc tiêm phòng vaccine COVID-19 cho học sinh, các trường học tại thành phố Hồ Chí Minh bắt đầu thực hiện khảo sát ý kiến phụ huynh. Theo đó, Phòng Giáo dục quận 10 đã triển khai mẫu thống kê học sinh từ 11 đến 17 tuổi để lập danh sách học sinh nằm trong độ tuổi tiêm vaccine phòng COVID-19, chuẩn bị lên kế hoạch tiêm vaccine cho học sinh. Đồng thời, bà Lương Ngọc Mai, hiệu trưởng trường trung học cơ sở cách mạng tháng 8 quận 10, thông tin rằng nhà trường đã khảo sát ý kiến của phụ huynh về việc đồng ý cho con em tham gia tiêm vaccine phòng COVID-19 thông qua tính năng tạo bình chọn trên ứng dụng Zalo. Nhà trường tổng hợp ý kiến của phụ huynh học sinh toàn trường để báo cáo về phòng giáo dục. Bà Mai cho biết khi triển khai lấy ý kiến thì có một số phụ huynh đang cho con em về quê có hỏi rằng có thể cho học sinh tiêm phòng tại địa phương được hay không. Tương tự tại quận 11, căn cứ theo công văn của Bộ Y tế về việc tiêm phòng vaccine COVID-19 cho trẻ từ 12 đến 17 tuổi, Phòng Giáo dục đã triển khai cho các trường trung học cơ sở khảo sát việc tiêm vaccine cho học sinh. Bà Nguyễn Linh Trang, hiệu trưởng trường trung học cơ sở Lê Quý Đôn, quận 11 cho biết, từ hôm qua ngày 17 tháng 10, nhà trường đã tổ chức lấy ý kiến của 1.627 phụ huynh học sinh theo hình thức trực tuyến. Giáo viên chủ nhiệm của từng lớp sẽ gửi đường link để học sinh điền thông tin học sinh, phụ huynh học sinh và đưa ý kiến về việc cho con em tham gia tiêm vaccine. Trong ngày hôm nay, căn cứ theo thông tin cung cấp của phụ huynh, nhà trường sẽ tổng hợp ý kiến để báo cáo với quận. Hai, tại huyện Cần Giờ, ông Ngô Văn Hội, hiệu phó trường trung học phổ thông Cần Thạnh cũng thông tin. Hôm qua, Ủy ban Nhân dân huyện đã triển khai đến các trường trung học cơ sở trung học phổ thông về việc lập danh sách học sinh từ lớp 6 đến lớp 12 để chuẩn bị cho kế hoạch tiêm vaccine của thành phố, triển khai trong những ngày sắp tới. Bộ Y tế có kế hoạch đến cuối năm nay 95% trẻ em từ 12 đến 17 tuổi được tiêm vaccine COVID-19 các nghiên cứu chỉ ra trẻ có thể gặp tác dụng phụ tương tự như người lớn Vaccine COVID-19 cho trẻ em đang là vấn đề được quan tâm bởi nó là chìa khóa giúp trẻ quay trở lại trường, tham gia nhiều hoạt động xã hội yêu cầu thẻ xanh. Việt Nam cũng đã lên kế hoạch cho việc tiêm chủng vaccine COVID-19 ở người dưới 18 tuổi. Hiện tại, Tổ chức Y tế Thế giới chưa phê duyệt bất kỳ loại vaccine COVID-19 nào cho trẻ em. Tất cả 6 loại vaccine WHO phê duyệt sử dụng khẩn cấp đều được khuyến cáo sử dụng cho người từ 18 tuổi trở lên. Bên cạnh đó, tài liệu của WHO nêu rõ vaccine thường được thử nghiệm ở người lớn trước, chỉ đánh giá trên trẻ em sau khi chứng minh độ an toàn trên người trưởng thành. Nhóm cố vấn chiến lược của Tổ chức Y tế Thế giới kết luận, loại vaccine duy nhất phù hợp để dùng cho người từ 12 tuổi trở lên là Pfizer. Trẻ từ 12 đến 15 tuổi có nguy cơ trở nặng cao hơn khi mắc COVID-19 có thể được tiêm vaccine này cùng các nhóm ưu tiên khác. Các thử nghiệm vaccine cho trẻ đang được tiến hành và Tổ chức Y tế Thế giới sẽ cập nhật khuyến nghị khi có bằng chứng hoặc dựa trên tình hình dịch tễ. Mặc dù Tổ chức Y tế Thế giới chưa phê duyệt bất kỳ loại vaccine nào cho trẻ em, nhiều quốc gia đã tự chủ và cho phép tiêm nhóm dân số này như Israel, Mỹ, Anh, châu Âu, Trung Quốc, Ấn Độ. Các thử nghiệm lâm sàng của vaccine COVID-19 trên trẻ em cũng được các hãng công bố. Theo Euronews, cơ quan dược phẩm châu Âu và cơ quan quản lý thực phẩm và dược phẩm Mỹ đã phê duyệt vaccine Pfizer cho trẻ em từ 12 đến 15 tuổi. Đây cũng là vaccine COVID-19 đầu tiên được chấp thuận sử dụng cho trẻ em ở EU. Hãng Pfizer công bố kết quả thử nghiệm cho thấy vaccine có hiệu lực 100% trong việc ngăn ngừa COVID-19 ở trẻ em trong độ tuổi từ 12 đến 15 tuổi, 91% với những người dưới 16 tuổi. Nghiên cứu ban đầu cũng chứng minh vaccine này có hiệu quả 96% trong việc ngăn ngừa bệnh chuyển biến nặng do biến chủng Delta. Pfizer hiện là loại vaccine COVID-19 được phê duyệt sử dụng cho thanh thiếu niên nhiều nhất trên thế giới. EMA đã phê duyệt vaccine Moderna cho trẻ từ 12 đến 17 tuổi, song FDA chưa cấp phép sử dụng cho vaccine này. Nghiên cứu từ Moderna cho thấy, trẻ từ 12 đến 17 tuổi tiêm vaccine có hiệu quả và tác dụng phụ tương tự như người lớn. Họ chưa phát hiện tác dụng phụ nghiêm trọng ở trẻ vị thành niên, không trường hợp mắc COVID-19 có triệu chứng sau tiêm vaccine đủ hai liều. Ngoài ra, một liều vaccine Moderna có hiệu quả 93% trong việc chống lại COVID-19 có triệu chứng. Moderna đang thử nghiệm vaccine với trẻ từ 6 tháng đến 12 tuổi. Nghiên cứu công bố trên tạp chí y khoa The Lancet cho thấy hai liều CoronaVac an toàn, hiệu quả ở trẻ em, thanh thiếu niên từ 3 đến 17 tuổi. Hai liều tiêm cách nhau 28 ngày tạo ra phản ứng kháng thể mạnh mẽ. Số tình nguyện viên được tiêm vaccine là 500 trẻ em, thanh thiếu niên khỏe mạnh, 96% trong số phát triển kháng thể chống lại nCoV phần lớn tác dụng phụ nhẹ hoặc trung bình, phổ biến nhất là đau tại chỗ tiêm. Thử nghiệm toàn cầu của vaccine này dự kiến gồm 14.000 trẻ em đến từ Chile, Philippines, Malaysia và Kenya, trong đó có 2.000 trẻ ở Nam Phi. Thử nghiệm vaccine do Ấn Độ diễn ra với 28.000 tình nguyện viên, trong đó có 1.400 thanh thiếu niên từ 12 đến 18 tuổi. Trong tất cả thử nghiệm, nhóm nghiên cứu không phát hiện tác dụng phụ nghiêm trọng. Tuy nhiên, nhà sản xuất chưa công bố hiệu quả cụ thể của vaccine trên trẻ em. Ứng cử viên đến từ Cuba là vaccine đầu tiên trên thế giới được tiêm cho trẻ từ 2 đến 11 tuổi. Cuba cũng là quốc gia đầu tiên làm điều này. Ngày 12 tháng 8, Cuba công bố dữ liệu ban đầu cho thấy chỉ có 21.000 người, tương đương với 0,8% trong số 2,5 triệu người được tiêm vaccine Soberana 2 mắc COVID-19. Ngoài ra, chỉ 99 người tử vong, chiếm tỷ lệ 0,003%. Các nhà khoa học Cuba khẳng định vaccine của họ an toàn, hiệu quả ngay cả với trẻ em. Xong, rất ít dữ liệu nghiên cứu về hiệu quả của Soberana 2 trên người dưới 18 tuổi được công bố. Ngoài các vaccine này, nhiều hãng dược khác đang thử nghiệm cho người dưới 18 tuổi như AstraZeneca, thử nghiệm ở trẻ từ 6 đến 17 tuổi. Covaxin đã xong giai đoạn 2 cho trẻ từ 2 đến 18 tuổi, chưa công bố. Sputnik V dạng xịt mũi cho trẻ từ 8 đến 12 tuổi. Tại Việt Nam, ngày 14 tháng 10, Bộ Y tế đã có văn bản số 8688 BITDP về việc tiêm phòng vaccine COVID-19 cho trẻ em từ 12 đến 17 tuổi. Việc tiêm phòng được thực hiện theo lộ trình từ lứa tuổi cao đến thấp, tiêm trước cho trẻ từ 16 đến 17 tuổi và hạ dần độ tuổi. Theo tiến độ cung ứng vaccine và tình hình dịch tại địa phương, Loại vaccine sử dụng theo hướng dẫn sử dụng của nhà sản xuất và Bộ Y tế, mỗi người sẽ được tiêm hai liều cùng loại. Hiện tại, Bộ Y tế chưa phê duyệt vaccine COVID-19 nào cho người dưới 18 tuổi, nhưng đã ký hợp đồng với Pfizer để mua thêm 20 triệu liều cho trẻ nhỏ. Dù vậy, số lượng và thời gian tiếp nhận vaccine phụ thuộc vào nhà cung cấp ngành y tế đang lên kế hoạch để tiêm chủng khi vaccine về đến Việt Nam. Hiện nay, chưa có quy định cụ thể về tiêm vaccine cho trẻ vị thành niên. Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn nhấn mạnh, trong quá trình triển khai tiêm, các chuyên gia và bộ sẽ tiếp tục xem xét, đánh giá về an toàn của vaccine khi tiêm cho trẻ. Ông Thuấn khẳng định, việc tiêm vaccine ngừa COVID-19 cho trẻ em sẽ được thực hiện từng bước, thận trọng. Theo Bộ Y tế, quy trình tiêm chủng dành cho lứa tuổi này bao gồm Cha mẹ, người giám hộ ký phiếu đồng ý tiêm chủng nếu đồng ý tiêm chủng cho đối tượng này, khám sàng lọc trước tiêm theo hướng dẫn hiện hành của Bộ Y tế và chỉ định loại vaccine sử dụng theo hướng dẫn của nhà sản xuất, hướng dẫn cách theo dõi, chăm sóc sau khi tiêm chủng theo các hướng dẫn của Bộ Y tế. Liều lượng vaccine COVID-19 cho trẻ em là vấn đề tranh luận ở nhiều quốc gia. Nguyên nhân là các chuyên gia lo ngại tác dụng phụ viêm cơ tim gia tăng khi trẻ em tiêm nhiều hơn một mũi vaccine COVID-19. Theo tờ New York Times, giới chức Hồng Kông, Trung Quốc, Anh, Na Uy và nhiều nước đưa khuyến cáo chỉ tiêm một liều vaccine Pfizer cho trẻ em từ 12 tuổi trở lên. Điều này vừa giúp bảo vệ một phần khỏi nCoV, song không gây ra tác hại tiềm ẩn với trẻ em, tình trạng mà nhiều nhà nghiên cứu đã chỉ ra sau hai liều Pfizer. Tại Ấn Độ, vaccine Zcovid có 3 liều tiêm. Trung Quốc, Thái Lan cũng tiêm hai liều Virocell, Sinovac cho trẻ giống người trưởng thành. Tại Mỹ và các nước EU, vaccine Pfizer được tiêm cho trẻ từ 12 đến 17 tuổi có liều tương đương với người lớn, tức hai liều, có liều cách nhau 21 ngày. Xong, theo New York Times, trẻ em từ 5 đến 11 tuổi đã được phản ứng miễn dịch hiệu quả với 1 phần 3 liều tiêm so với trẻ từ 12 đến 17 tuổi và người lớn. Những trẻ tiêm liều vaccine thấp hơn tạo phản ứng tương đương mức kháng thể trong thử nghiệm trước đó ở người từ 16 đến 25 tuổi. Khi tiêm liều cao hơn, các nhà nghiên cứu nhận thấy tác dụng phụ nhiều hơn ở trẻ nhỏ như sốt, đau đầu, mệt mỏi, không có tác dụng phụ nghiêm trọng. Nếu tiêm liều 1 phần 3 so với người lớn, trẻ ít sốt, giảm ớn lạnh hơn so với người từ 16 đến 25 tuổi trong thử nghiệm nói trên. Trẻ em dưới 5 tuổi cũng đang được thử nghiệm tiêm 1 phần 10 liều so với người lớn. Trong khi đó, Moderna đang nghiên cứu chiến lược dùng vaccine khác nhau cho từng nhóm trẻ em thử nghiệm trên 6.750 trẻ khỏe mạnh ở Mỹ và Canada. Với người lớn, liều tiêu chuẩn hai mũi cách nhau 4 tuần. Ở trẻ là 2 đến 11 tuổi, liều thử nghiệm là một nửa liều so với người lớn. Trẻ dưới 2 tuổi được thử nghiệm tiêm một trong 3 mức, 1 phần 4, một nửa hoặc là đủ liều. Bộ Y tế phấn đấu trong quý 4 năm 2021 sẽ tiêm đủ 20 mũi vaccine phòng COVID-19 cho 95% trên tổng số 8,1 triệu trẻ em từ 12 đến 17 tuổi trên cả nước. Cùng với đó, Bộ Y tế đang giả soát, thống kê số trẻ em từ 3 đến 11 tuổi, đồng thời tiếp cận các nguồn vaccine, tham khảo ý kiến chuyên môn của các chuyên gia, nhà khoa học để sẵn sàng có thể hướng dẫn tiêm cho trẻ từ 3 đến 17 để sẵn sàng có thể hướng dẫn tiêm cho trẻ từ 3 đến 11 tuổi khi có vaccine. Trong thời gian tới, Bộ Y tế sẽ tiếp tục mua, nhập khẩu và tiếp nhận các loại vaccine có công nghệ sản xuất khác nhau. Một số loại theo hướng dẫn của nhà sản xuất đã có chỉ định tiêm cho trẻ em. Các kết quả nghiên cứu của nhà sản xuất cũng cho thấy vaccine có hiệu quả phòng bệnh tương tự ở người lớn và ở người cao tuổi. Nhiều quốc gia trên thế giới đã triển khai tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ em. Tuy nhiên, để từng bước tăng diện bao phủ và đạt hiệu quả sử dụng tối đa vaccine, Bộ Y tế đề nghị Sở Y tế các tỉnh, thành phố tiếp tục đẩy nhanh hơn nữa tiến độ tiêm chủng vaccine cho các đối tượng từ 18 tuổi trở lên, ưu tiên tiêm đủ liều cho các đối tượng từ 50 tuổi trở lên.